Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một địa điểm mà khi bạn đến miền Nam California vào mùa xuân từ tháng 3 tới tháng 5, các bạn nên ghé qua thăm, đó là The Flower Fields ở thành phố Scouts Park. Cho dù chỉ mở cửa trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà The Flower Fields này thu hút khoảng 100.000 du khách tới thăm mỗi năm. Diện tích khoảng 50 hecta được trồng đầy những cây ranunculus, hay tiếng Việt mình dịch ra là cây mao hương, đủ màu sắc. Khi ở trong đây, các bạn sẽ thấy hoa ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có hoa. Và người ta dựng nên những cái tiểu cảnh để cho mình có thể chụp hình ở đây. Khi bạn đến đây, ai mà bị dị ứng với phấn hoa thì có thể đeo mask. Và các bạn nhớ là khi đi vô đây là mình nên mang giày tennis shoe hay là giày đi bộ đó. Vé vào cửa ở đây là người lớn 23 đồng. Người lớn tuổi senior và những người ở trong quân đội thì chỉ có 21 đồng thôi. Và trẻ em thì là 14 đồng. Nhưng mà mình phải mua online nha, chứ họ không có bán vé ở trước cửa đâu. Khi bạn vào trong rồi mà bạn muốn đi vòng vòng để thăm cái ruộng hoa này, thì các bạn có thể mua cái vé đi cái ride ở trong đây. Thì cái vé này họ bán ở trong này. Bạn nào mà thích hoa và thích trồng cây đó, bảo đảm là vô trong đây các bạn sẽ rất là thích nha. Ở đằng góc kia các bạn thấy có mấy cái lều họ dựng ở đó. Trong đây họ có cho mình vô chụp hình, họ dựng cho mình những cái xe giống như là xe máy cày để mình vô mình chụp hình, hoặc là những cái bên ghế ngồi để mình ngồi mình chụp hình ở trong đây. Những bông hoa này mà chủ đạo là màu trắng và màu hồng, khác cái chỗ hồi nãy là đủ thứ màu hết. Ở trong Flower Fields này cũng có rất là nhiều activity cho các em nữa. Và ở đây cũng có bán đồ ăn và một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Vào trong đây người rất là đông nha, nhưng mà mình cố tránh không có quay người ta thì người ta cũng không thích đó. Đó, trong góc cái hình này của mình có một em leo lên xe máy cày chụp hình đó. Sau khi ngắm hoa ở Flower Field xong, nếu các bạn muốn nghỉ lại đêm ở đây thì có thể muốn hotel ở Tamarack Beach Resort Hotel. Cái hotel này gọi là Beachfront Hotel á, ngay đằng trước mặt hotel là biển luôn. Giá cả cái hotel này thì dĩ nhiên weekend thì nó mắc và ngày thường thì nó rẻ hơn. Nhưng mà cái giá ở đây thì khoảng 200 hoặc 250 trở lại cho một đêm. Từ cái Flower Field mà đến cái hotel này thì mất khoảng 10 phút thôi. Nếu mà các bạn ở hotel này thì buổi sáng họ cho mình free breakfast. Và ở đây vào tháng 3 đó thì cũng hơi lạnh nha. Các bạn nhớ mang theo áo ấm ha.
sáng sớm ở ngoài biển nè. Đó, mình nghe sóng vỗ rì rào, âm thanh của biển ha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình ha. Và phần sau này thì mình không có nói gì hết, để cho các bạn thưởng thức hình ảnh và âm thanh của biển nha.